Anh hai ơi, cái ở chỗ này là anh phát hiện sao vậy? Cái mình đi kiếm đồ á, cái mình vô cái thấy cái này nó đẹp, nó lạ. Thế nào giờ anh, nhưng mà tại sao anh vô? Ai tới đây? Thưa cô bác, quý anh chị, sẽ là một cái thước phim khám phá nơi bí ẩn nhất trong hang tiền. Và đặc biệt ở cái nơi này á, là chỉ có mình anh hai là người dân đầu tiên đi phát hiện ra thôi, và hiện giờ thì vẫn chưa ai phát hiện ra. Ôi, cô bác quý anh chị thấy núi non hùng vĩ không, lột nón cho sáng tí. Rất mong là thước phim sự trải nghiệm như thế này nó sẽ mang lại một cái điều gì đó thoải mái cho cô bác quý anh chị qua một cái mùa Covid đầy khó khăn như thế này. Cái cảm giác mà đứng ở trên đây là cực kỳ thú vị luôn. Đã ghê luôn á. Ê, đây là anh này, chào anh này. Anh Trí. Vết chân tròn trên cát. Rất là đã luôn cô bác quý anh chị. Tay đó. Anh hai đeo cái mít này vô giùm em á. Đeo vô đây rồi. Anh hai sẽ là người hướng dẫn viên chính. Con kia mà đội cái nón này nó có cả cảm giác là mập mập, mặt nó mập mập sao á. Mặc áo bó bó nè, chợ bự con ghê. Anh hai sống với nghề biển này thích không? Hả? Thích dữ không? Thích chứ trời. Thì có hả? Trên tứ giác siêu là làm ruộng mười mấy năm rồi mà thấy không may bị gì. Hồi mình mẹ đẻ lớn mình sống ở biển rồi. Nhưng mà em thấy mỗi khi mà biển nó hiền hòa thì dễ sống, nhưng mà biển đúng một rồi. Khi mà nó đông nổi nổi sóng lên thì sao? Dông bão rồi phải chịu rồi. Bán được đâu mai. Hả? Được, bán cho cua ăn. Sáng nay thì hôm qua thì cũng làm sương sương với anh hai chứ phủ lỗi anh thử ra là có cái việc mà hơi xịn tí xíu. Cô bác quý anh chị thấy cái tảng đá đằng đó không? Tảng đá đằng này đẹp là số 1 luôn rồi nè. Thôi lấy gai đợi ổng đi. Leo lên đó mà đứng chụp hình trên đó vách đá đó ha. Không biết là nhìn ra cái khung cảnh thì cô bác quý anh chị có thấy được rõ ràng ở trong cái cảnh đẹp ở nơi đây hay không? Nhưng mà mỗi khi mà ra đây thì mình có một cái cảm giác rất là lạ kỳ, rất là hứng thú khi mà dạ. Con gì anh? Nè nè sò nè. Con sò hả? Đi nè. Nè 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 lại cái con này nè. Con này là con sò sò cò. Nó bún rồi nó sống nhăn luôn kìa, nó bún bặt bặt luôn á. Con này hả? Ừ. Nè sò cò nè. Lát mình lượm về mình ăn. Nè. Ừ. Con này là mình nuôi nè phải không? Ừ. Tự chứ nuôi đâu. Sò cò này tự hả? Ủa sao không lượm vô? Đã ghê ha. Yep. Cảnh biển vui thiệt á. Mà gió biển mát lắm luôn á. Đây thì bắt đầu nó có sự lúng nhẹ. Đây là một cái nơi hang tiền. Và trước đây thì cái cửa ngõ đằng kia thì Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem. Sau một thời gian lội núi băng đèo giật bùng á, thì bây giờ Bùi Hồ cùng với lại mấy anh em đang có mặt ở đây. Và hang tiền thì nói chung là kỳ vĩ nhất là vẫn là cái tảng đá đằng kia. Và nơi đây là một cái nơi mà khách du lịch, những người mà thích cái tính mạo hiểm thì thường vô ngay chỗ này để mà đi sâu vô hang. Và hôm nay thì theo chia sẻ của anh hai, rằng là anh hai đã vô tình phát hiện. Ô nhìn ở trên này đẹp quá. Nhưng mà nói đẹp vậy thôi, nhưng mà bước lên đó là toàn là trong gai không á. Đá nó nhiễu xuống màu đẹp ha. Ôi da. Anh hai ơi, cái ở chỗ này là anh phát hiện sao vậy? Cái mình đi kiếm đồ á, cái mình vô cái thấy cái này nó đẹp, nó lạ. Thế nào giờ anh? Nhưng mà tại sao anh vô? Ai tới đây? Nhưng mà tại sao anh vô đây? Đi mình đi kiếm vớt ba cái dáng rồi nè. Ồ, anh hai nhìn đó giống chim không? Ừ. Giống chim đang đứng không? Qua hướng em này nhìn mới thấy nè. Nè. Ừ. Giống chim có mỏ đang đứng không?
tưởng tượng thôi. Tưởng tượng. Nhưng mà lạ cái là trên đó nó nhiễu đứng tới đó là đứng luôn à. À, tiếp theo thì chắc có lẽ là đi ở đây. À, anh có nghĩa là anh đi kiếm gián. À. Rồi anh phát hiện ra. À, phát hiện ra. Anh là người đầu tiên luôn hả? À. Ôi. Đâu, cái nào đó anh hai? À. Ồ, ở trên nó có màu vàng kìa. Dạ. Nó những đẹp cái đẹp vân vàng á. Rồi anh hai phát hiện thấy bất ngờ không? Bất ngờ hết hồn chứ. Nhưng mà cái hang này là bình thường là nếu như mà thủy triều lên là vô không được rồi. À, vô không được. Bị cản lại. À. Ủa là nhặt chàng già rồi nha. Dạ. Đây nè, mình tưởng tượng như cái mão trên có cái đúng đó không? Dạ. Có nghĩa là giống như một cái đón bò vậy á. À, rồi như cái đón bò. À, mị mị trên kia có cái núm trên kia luôn. Núm đó là một cái hốc, mình như, gọi là một hốc đó. Như mấy ông vua ở trên cái mão có cái chớp ở trên nè. Ở bên đó rồi bên này rồi, nữa qua nè. Qua bên này, đây hai ba cái. Ủa bên này đổ đủ nước nha hầu ơi. Hai cái luôn hả? À. Cũng đẹp ha. Nói chung là như có người nghĩ nó cái chuông, người nghĩ nó bo, không biết ai nghĩ là gì vậy. Mình tưởng tượng. Dạ. Mình qua đây. Rồi lần đầu tiên mà phát hiện cái cảm giác của anh hai như thế nào? Thấy giật mình chứ. Sợ hả? Sợ, mình cứ đi cái mình lên á. Hết hồn, thấy nó cái gì lạ lạ. Hồi nào giờ không nghe ai nói mà. Chứ phần mà không có ai nói gì chân, đâu biết. Cái chưa có nước gồng sát vậy ra là mình mới vô được. Nước lớn thì vô không được. Ghê quá. Vô trong này. Nhưng mà trong này nó cũng còn một cái hốc trong này ha. À. Này, cái này. Ê. Ừ. À. Ồ, đây giống như hình mặt người á. À. Hai con mắt. Cái hàng mắt. Cái miệng bự đó anh này. À. Anh Trí thấy không? Đâu. À. À. Thấy không? Thôi. Lạ kỳ ha. Nhưng mà ở trong đây nghe được cái tiếng sóng vỗ á. À. Và cái hang tiền này thì có rất là nhiều cái sự tích rằng là hồi nãy cái vàng vàng hồi nãy là chính là cái này nè. À. Chính là cái này nè, nó bám vô nè. Anh hiểu không? Cái vàng vàng trên đó đó. À. À, chính là cái này đây. Cái này xanh mà. Đây nè, nó vàng vàng nè. Cái hang tiền này thì ở đây có rất là nhiều sự tích. Cái mà không có ai khám phá hết trơn. Dạ. Có nhiều rất là nhiều sự tích liên quan đến vua Gia Long. À. Ủa cái gì á? Cái cục gì á? Cái cục gì ngoài đó hả? Trái dừa. Ồ. Làm giật mình. Đây còn nữa hả? Ừ. Đây cái này là nó ngộ đó. Dạ. Yeah. À. Em chưa vô đây luôn á. Coi thử là cái gì. Gọi gọi đèn lên đó anh. Rồi. Đó. Ôi, giống như một cái dòng thác chạy xuống như ha. Ủa, này vàng vàng cũng là chạy. Anh Trí leo lên anh Trí. Đây có dấu nè, dấu vua hay gì nha. Cái đường cái chỗ này ổng cao luôn thoáng hơn cái chỗ hồi nãy đó nha. Cái mẫu để đó ổng vô đây nó gì nè. Này leo lên được không? Từng leo nè, dấu vò nè. Trời ơi. Không có leo được á. Leo đâu được đâu, nói gì đâu có điểm bám. Không có độ bám. Tại vì dựa vào đây nè, mày không biết thế như vậy leo cái rằng nè. Nhưng mà anh leo được không? Được. Được không? Không được đâu, nói gì nó trường lắm. Cháy à. Được. Đâu. Trời. Không có điểm bám đâu anh hai. Tao dựa được, tao có thế, tao leo được bầu. Này tưởng tượng như có người dựa vô đây ha. À, cái chân nè, cái dấu này giống chân nè. Người ta nói rằng là vô đây phát hiện hang tiền. À. Đôi khi là phát hiện những cái đồng tiền cổ đó. À. Mà vẫn chưa phát hiện được luôn. Đi ra anh hai à. À. Cái này có ai mà dám vô đây đâu. Mình không dám phá phấy gì đâu. Vô chủ yếu vô cho rẻ chứ đâu có ngon kiếm làm gì. Vô cho rẻ. Có ai mà cho tiền anh không? Ai biết đâu. Nói chung là hôm nay thì đến đây khám phá cái này thì nó cũng khá là thú vị khi mà cái vùng đất, cái bãi như thế này đó, cái hốc đá như thế này mà mình cứ... Ủa cái biển trời này, ơi, coi cái này gì nha.
mình cứ nước chai nước thủy triều nó lớn lên đó cô bác của anh chị, thì sẽ tạo thành một cái lối bích không thể ra vô được, và nếu như mà thủy triều mà nó rút xuống thì mình có thể vô đó để mình xem được. Đó là cũng là một điều phát hiện khá là thú vị khi mà anh hai có chỉ bùi hồ. Anh hai cảm giác lần đầu tiên thấy đó sao? Thấy nó đẹp, nó lạ lạ sao? Nổi da gà không? Giật mình hết hồn, đâu dám đi vô, vô lú lú gán liếc liếc rồi ra luôn, chạy ra luôn hả? Rồi không dám vô luôn hả? Không. Ôi thiệt, chứ sao kỳ vậy? Bữa nay mới dám mà. Bữa nay gì anh ơi? Con đẹp không phải. Là bữa nay mới dám vô thẳng lên sâu trong. Đông đông vậy đi, hơi dạng không? Lúng rồi cái rồi giọt ra rồi. Nên nhát. Bây giờ thủy triều cũng sắp lên rồi phải không anh? Nước bắt đầu lên, thủy triều lên. Dạ. Anh hai có muốn nói là gì với khán giả không? Có dịp bây giờ là khán giả được cái dịp mà cảnh có đi tham quan Hang Tiền thì lại đây có dẫn viên nè. Chí nè là dắt đi tham quan, khám phá. Đây là cái này muốn lượm sò cò có tự nhiên luôn à đó không? Sò cò. Khi mà thủy triều rút thì mình đi về, nhưng mà nếu như mà thủy triều lớn lên là có thể đến ngang ngực luôn á. Ngang cũng dạ. Nãy mấy ông đó lụm hết rồi. Nói chung hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để chủ yếu là quay về cái hoàn cảnh của ông Sáu. Và cùng với là anh hai chia sẻ mới khám phá ra một điều thú vị á, nên là đã quay cho cô bác quý vị xem về thước phim này. Thì mong thước phim này sẽ mang một điều gì đó giải trí cũng như là khám phá cho cô bác quý anh chị biết về một địa điểm khác tại Hang Tiền. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau tại Kiên.